Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duyên Khả Gaming. Và Duyên Khả chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Ở video này thì nói chung là từ lúc Khải mới thay lại set đồ hồi sáng anh em. Nói chung Khải mới thay set đồ mới hồi sáng thì cũng nhiều anh em chưa có xem video hay sao á, tại vì Khải lên đảo, Khải mang set đồ mới á. Nhiều anh em bảo chưa biết xem, chưa xem video đó hay sao á, muốn soi đồ thì ok, đây Khải cho anh em xem đồ. Đồ top 2 á, Kenmat thì nhận là tí nữa Khải cho anh em xem nha. Đây này, hôm nay thì đánh hên được top 3 nè mày, chẳng 21 giờ mỗi bên 158 này, hên được top 3. Đây để cho anh em xem đồ đây đó, cho anh em xem lần nữa đây. Đây anh em bảo Khả là xem từ từ thôi, xem nhanh quá ai, Khả cho anh em xem từ từ nha. Đó sinh lực hiện tại Khả đang đi theo cái set vũ khí lôi sắc nha anh em. Khải lấy đam nha anh em, Khải lấy đam là Khả đi theo hướng lôi sắc nội công. Đây đầu tiên là cái vũ khí 143 dòng 1 dòng 2 vẫn được, tại vì Khả đang đi theo hướng áo hỏa với giá truyền hỏi nha anh em. Thì nói chung đồ giỏ đang tầm này thì hơi cùi, làm chậm được 50 thì được móc 40 nè. Nói chung là sinh lực nỗ lực cao thôi, đa số là nỗ lực cao thôi, giỏ đang thì nỗ lực cao thôi nè, chứ sinh lực chứ mang cái nội lực nó không có tác dụng nè em ơi. Khả test rồi, mang nội lực không tác dụng ở server này nha. Đây sinh lực, cứ sinh lực là Khải phang thôi. Mắt đọc đẹp đó, nón này Khải mua 1 kim, áo này Khải mua 1 kim. Ở video trước Khải có soi cho anh em xem á, còn gia truyền này Khải mua 300 xu. Vũ khí này thì ông anh ổng đỡ lại cho Khải 5 kim thì gọi là trải nghiệm thôi anh em, chứ cái này nó tầm phải 10 kim. Đó cái này nó tầm phải 10 kim. Thì 1 kim, 2 kim, 5 kim là 7 73, cái này 300 xu. Rồi cái bao tay này nó khoảng tầm 1 kim là 83. Ngọc bội này tầm 1 kim là 93. Đó, còn nhẫn này Khải mua 1 kim này. Đa số đồ 1 kim anh em ơi. 10 103. Cái này 1 kim nữa, Khải mới mua 1 kim bữa luôn. Đó là 1103. Nói chung sẽ đồ Khải tầm 12 kim thôi anh em ơi. Cái này 1 kim nữa, đó là 12 kim. Ở dưới cái giày này Khải mua 200 xu, tính ra là 12 kim nem thôi. Như ở cái video trước Khải soi cho anh em xem á, set đồ này thì nó không tới 850k nữa mày. Không tới 850k. Đúng rồi, 10 cuốn nữa. Cố gắng 10 cuốn và 15 tình nữa đẹp. Đó. Đó, tổng quan qua set đồ Khải thì tầm 12 kim anh em ơi. 12 kim thì ở video trước Khải đã soi cho anh em xem thì set đồ Khải lên đảo thì tầm 850k. Đó nó tầm đó thôi anh em. Đó. Còn vũ khí này thì cho 5 kim thôi, tại vì ông anh cũng đỡ lại 5 kim xài trải nghiệm, không xài nữa trả lại ổng á, nên là Khải tính 5 kim thôi, chứ thiệt tình nó phải tầm 10 kim. Đó, vậy thôi. Ok, rồi tí nữa Khải nghiên cứu đồ kiện mát cho anh em xem nha. Đó, sẽ đồ cho anh em xem. Nói chung là sẽ đồ Khải thì hiệu ứng 50 em chậm, sinh lực cao, rồi 60 em chậm. Đó. Ôi, 60 chón chứ, 60 chón ngáo vậy rồi. 60 chón nè. Đó. Chó. Hiện tại gia truyền thì khá là cùi, tại vì server không có gia truyền nào mà làm chậm kháng tất cả, nên là Khải không có mua được anh em ơi. Trong gia truyền là cùi nhất 300 xu, giày này 200 xu. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là nếu mà có cơ hội giết được phó tướng đại tướng nữa thì điểm lên anh em. Nãy giờ Khải cũng gặp mấy thằng phó tướng đại tướng mà giết không được anh em ơi. Mấy nửa bờ sơ á, giết không được. Đó. Đi theo hướng đam vậy nè mày. Hôm trước Khải có nói cho anh em á, Khải lúc trước thì Khải đi theo cái hướng là 40 chậm và 80-90 chó, thì Khải không có lượng đam. Khải không lượng đam thì Khải quyết định là Khải phải cố gắng lên lượng đam, là Khải phải mua được cái vũ khí nè. Đó, hôm nay thành công rồi. Rồi, anh em xem video đừng quên cho Khải một like, chia sẻ nè mày. Và mỗi buổi tối vào lúc 21 giờ hàng ngày thì Khải có đánh tống kim trên cụm máy chủ Đại Gia Sơn. Server này thì hoạt động 4 ạ. Hoạt động cho nên em hoạt động một ạc và treo thì 4 ạc nha anh em, nên là anh em đánh tống kim thoải mái thôi, một ạc cứ vậy mà đánh thôi, không có bút, không có xe, không gì luôn. Mỗi bên là 150 lần anh em ơi, anh em thấy mỗi bên 159 mạng lần, rất là đông, hai bên cộng lại là hơn 300 người anh em. Rồi thì khai học video nha. Đó.